Còn ba mấy độ. Hôm nay cái lúc cao điểm của nó là 40 độ đấy. Này á. Ừ.
Rồi thì mình sẽ đục. Ờ, mình đục cái chỗ này đi nhỉ. Hay là tại cái lưỡi khoan của nó bị ấy rồi. Cùng nó. Ba cây nữa chị. Đọc cho nha. Ừ.
Nêm vào. Xúc đất tan gì ở bên cạnh này nhỉ? Thank you.
Em đẩy bên này. Very bottom way. See? Bằng cái nét đấy. Sao mày? Lật lật đấy. Đây này. Đây. Mấy cây nữa.
Trên này không? Không. Kẹp cái buộc xe à? Cứ mình buộc chặt bên này thì chắc không thể ra nữa. Hơi ngắn nhỉ? Ừ. Vẫn còn đủ. Cái này cắt cái khác. Bằng thế.
này tôi chuẩn bị cái đây.